Heo. Heo nướng hành, nướng mỡ hành ạ. Rồi, mời cả nhà. Rồi, từ 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 trên cao xuống thôi. Đó, trên làm xuống. Rồi. Đây 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 con này trước. Heo 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 heo. Heo heo. Cái này giữa là rồi. Cái này mép của đầu. Đó là mình mới nói. Rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Còn sao gì chạy bác chở đi, chở em đi với chỗ ý gì của anh ấy. Trật chỗ là không chịu. Cũng ăn cũng ý gì vậy anh em. Rồi rồi. Đi hết món này không rồi. Hương biến. Quá nhiều. Hai sáng. Rồi mời mời tất cả mọi người. Hello mọi người, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn. Hôm nay mà mọi người còn đi thăm Hòn Khô. Thời tiết hôm nay trời nắng, biển xanh, tương đối là thuận lợi. Chụp hình lưu niệm. Nhà hàng Hương Biến. Đúng rồi, và cho mày. Qua chưa? Dạ có thời qua chụp luôn. Qua hết chụp luôn chưa? Nhiều quá. Chúng mình mang ra bắt con ăn rồi mang đi mang về nãy nhiều lắm. Rồi. Rồi. Theo em là cái này với mỗi người một chai nước suối. Rồi mỗi người ra phát chung cho mọi người một chai nước suối cầm lên tay luôn đây. Rồi. Em nước suối là ai uống cầm theo. Thôi bật bơ. Em mang đi đâu nè. Phát người chai nước cho anh nhẹ. Phát cho mỗi bạn một chai nước từ 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 cầm đi cho nó nhầm cầm nước cầm nước chạy. Cho bạn chai. Cho thầy chai qua. Dạ. Dạ. Còn đồ đây mình để đầy đâu nè. Cái nước là chị cũng mở ra. Cái nước là chị cũng mở ra. Cái nước là chị cũng mở ra.
mình di chuyển ra rồi mình đi mấy cano chị ơi. Cano tới rồi mình di chuyển ra. Đây. Cách để tay ngừng để tay coi vậy cho chị. Ôi. Thấy chưa? Em. Thầy Diêu nói cho bụng. Ăn bơ vậy sắp tìm một bịch kia là xanh ấy, xanh ấy lấy đưa lại. Đây, đây theo chú Tâm quay đây. Mẹ tên gì? Mẹ tên Thu Lan. Hành trình xuống cano. Chuẩn bị ra hòn khô. Mọi người đang ăn cano. Cầm không? Đấy, chị có đây cũng gọn. Rồi, con rồi. Đây rồi nữa. Đây. Đây lên đây.
Yellow yellow. Mấy đứa nhỏ không có chạp cây ra sao nghe bài nha. Ngồi xuống dưới đó. Không phải dơ đâu, tấm biển mà dơ, tấm biển mà dơ vậy. Ừ. Đây đẩy mình tung cái kìa. Đây kho qua đây. Đi đi. Cái là gì vậy? Hoàng luôn ấy. Đó là. Đây là hồng khô. Khoảng mấy giờ là chiều xuống mà ló đường đá kia ra em. Trong.
Hoàng khô mọi người. Tắm biển xong giờ sẽ đi ngắm rạn san hô. Di chuyển đến biệt bãi tắm lên trong đường ngắm san hô. Tạm biệt bãi tắm lên đường ngắm san hô. Giải mà nó rạc hơi cho hơi giải đi. Tạm biệt bãi tắm lên đường ngắm san hô. Bây giờ ngồi đây không được tắm, không được ra ngắm san hô. Tắm nó trải nghiệm được hả? Ai có tắm nó có trải nghiệm. Quay em đội. Đợi mình đó mình mà là khác không?